Thưa quý vị, ông Nguyễn Trọng Bình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh xin nghỉ việc và đã được chấp thuận cho nghỉ từ ngày 20 tháng 9. Ông Bình từng là một trong những lãnh đạo cấp sở trẻ tuổi nhiều triển vọng. Sự việc này khiến cho dư luận Bắc Ninh xôn xao những ngày vừa qua. Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Trọng Tân đã xác nhận thông tin này với báo chí. Trong thông báo số 84 TB SNV ngày 23 tháng 9 về việc phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do đó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Trọng Tân ký, cũng không có tên ông Nguyễn Trọng Bình. Ông Tân cho hay lý do xin nghỉ việc trong đơn ông Bình đã ghi rõ là vì lý do gia đình không liên quan đến vấn đề bằng cấp như dư luận đã đưa ra. Trước đó ông Bình vẫn đi làm bình thường, không bị kỷ luật. 12 năm trước, ông Nguyễn Trọng Bình, sinh năm 1976, quê ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, được bổ nhiệm phó giám đốc sở nội vụ và được đánh giá là một trong những lãnh đạo cấp sở trẻ tuổi có nhiều triển vọng. Ông Bình từng có thời gian làm việc tại kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Ninh, trình độ chuyên môn, đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng học viện ngân hàng đại học chuyên ngành kế toán doanh nghiệp học viện tài chính học vị thạc sĩ chuyên ngành kinh tế đầu tư đại học kinh tế quốc dân về trình độ lý luận chính trị cao cấp ngạch công chức chuyên viên cao cấp